phải là nó hoàn thiện hết các bạn, có người không ha. Thì nếu như mà đã có ở trên này rồi thì các bạn bấm vào bật, các bạn bấm vào các bạn chọn lên nha, các bạn mời cái người đó tham gia, bạn cung cấp cho họ cái password rồi, hoặc là các bạn gửi mail. Thì ở đây các bạn sử dụng cái Gmail này, đây mình sử dụng chuyên dùng sử dụng cái Gmail ha, thì bạn tập chờ cái Gmail nó hiện lên, và sau đó thì chúng ta sẽ có các cái thông tin về phòng chat, để được cái số ID và cái password, rồi các bạn bấm vào cái tên của cái người nhận. Chẳng hạn như ở đây thì mình có cái tên của người nhận là mèo.com. Rồi thì sau đó thì chúng ta gửi ta. Thì sau khi mà gửi lên á thì cái đó bên bên kia người ta sẽ nhận được cái mail của mình, và người ta căn cứ vào những cái thông tin mà mình cho nè, chẳng hạn như đường link, rồi cái số ID và cái password để người ta bấm vào ha, là có thể tham gia phòng chat của mình.
sau đó thì các bạn bấm vào gửi. Thì khi mà cái người mà nhận được cái thông số này rồi thì họ sẽ mở lên, họ sẽ nhập tất cả các thông tin này vào, và họ cập đăng nhập vào, là coi như chúng ta đã xong được cái bước đầu tiên nha các bạn.